Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em mời các bác ngắm đây, cái giò chồn nhà em nó thế này mà. Các bác nhá. Nó to lắm các bác ạ. Chắc cái này nó phải trên 200.000 tiền cước. Một giò chồn to như thế này. Mà các bác không thích nữa thì chịu. Bố cục thì quá ok. Thuần cái này thuần được 3 năm rồi nha các bác nha. Giò số 1 nha. 1.800.000 nha các bác nha. Số 2 này. Một cái giò trâu nó to như thế này. Đấy, 3 cây. Đẹp. Cái hoa của nó dài được tầm 2 phân rồi nhá. 2 phân rồi nhá. Đấy các bác nào. Cái giò này được 9 bông hoa nha các bác nhá, 9 bông hoa nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha. 8 bông hoa 700.000. Cho giò số 2. Số 3 này. Một cái giò gà siêu to như thế này. Các bác nhá. Một giò gà siêu to như thế này. Đấy. Nó đang sưng nụ rồi nha các bác nhá. Nó đang sưng nụ rồi. Năm nay nó nhuận nên là nó sưng sớm. Một giò đùi gà tròn như thế này. Chắc nếu mà gửi là chắc phải 1.5 thùng xốp các bác nhá, 1.5 thùng xốp thì mới đóng được nó. Một giò đùi gà tròn như thế này em bán cho các bác với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha. Cho giò gà tròn như thế này nha, đùi gà tròn Lai Châu nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Một cái giò này là kiều tua nhá, kiều tua nhá. Mùa hoa em nói với các bác là cực đẹp luôn. Kiều hoa này thì nó vàng ươm luôn nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 này. Hai cây cáo như thế này các bác nha. Lá cũng dài không ngắn đâu. Các bác này. Một giò cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha. Cho giò số 5. Số 6 này. Một giò chồn to như thế này. Các bác nhá, một giò chồn to như thế này. Đấy. Cao của nó là được 70 cm nhá. 70 cm nha các bác nhá. Cao được 70 cm, một giò chồn như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 450.000 nha, 450.000 nha. Cho giò số 6. Số 7 chứ. Số 7 nhá. Số 8 này. Dáng hương tam bảo sắc nha. Bác nào lấy đơn từ 500.000 là em tặng nha. Tặng nha. Như các bác phải nhắc em nhá. Cho giò. Thôi, số đấy số 0 này. Cái đấy tặng. Tính. Số 8 này các bác này. Hai cây hoàng nhạn tháng 4 nha các bác nha. Hai cây như thế này. Em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha.
Cho giò số 9, số 10 này. Đấy, ta bảo sắc nhà em nó đẹp như thế này mà. À, em bán cho các bác với giá là 150.000 nha, 150.000 nha. Cho giò khoai. Cho giò số 10. Số 11 này. Một cái giò kèn như thế này, 6 thân nha. 6 thân nha. Có một thân ngắn này thôi. Còn 6 thân nó đều nhau luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.300.000 nha, 1.300.000 nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha. Quả đây nha. 1.300.000 cho giò số 11. Đây này, bác nào muốn lấy giá hương tam bảo sắc này, xếp đẹp này. Đấy, cái từng trên này thì xếp đẹp nhá. Đây nhá. Có một lá này chỉ được hơn 4 sen thôi nhá. Gần 5 sen thôi. Mà xếp đẹp nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nhá. 500.000 nhá. Như này nhá. Cho giò số 12. Số 13 này, một cây nhạn như thế này. Đó, nhạn này nhạn tháng 4 nhá. Đây nhá, lá siêu ngắn luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 150.000 nhá. Cho giò số 13. Số 14 này, một cây cáo như thế này. Cáo này là cáo phân nhánh nhá. Cáo phân nhánh nhá. Hoa nó dài như này mà các bác. Hoa dài như này mà. Đấy. Một giò cáo phân nhánh như thế này. Em bán cho các bác với giá là 700.000 nhá. 700.000 nhá. Cho giò số 14. Số 15 này. 4 cây quế tím này, như thế này. 4 cây quế tím nguyên bản nhá. Cái hàng này là hàng nguyên bản nên là nó đắt nha các bác nhá. 4 cây như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000. 280.000 nha các bác nhá. Cho giò số 15. Số 16 này. Chồn nhà em nó có cây là nó đang có nụ rồi nha các bác nhé. Chồn nhà em có đang có cây, nó đang có nụ rồi. Nó không nhiều nên là em không ấy đâu. Em không đếm nụ đâu. Một giò chồn như thế này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Một giò chồn như này 400.000 nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Cục nguyên bản kèn này. Cục nguyên bản kèn nha. Hai thân. Hai thân hoa như này, đều nhau tăm tắp như này. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha. Đấy, cục nguyên gỗ đây, vẫn còn đây nha. 500.000 cho giò số 17.
số 18 này. Long tu đá xin hồ này. Đấy. Một giò long tu đá xin hồ như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nhá, 350.000 nha. Thân nó mập như thế này mà. 350.000 nha các bác nhá. Cho giò số 18, 19. À số 18 thôi. Số 19 nhá. Ba cây chồn đẹp như thế này. Các bác nhá, ba cây chồn to nhá. Toàn và đôi 4 6 7 cặp lá. Toàn 7 8 cặp lá này các bác ạ. Thuần rồi nhá. Đấy. Em bán giò ba cây như thế này cho các bác với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 nha. Đó, như này. 1.500.000. Cho giò số 19. Số 20 này. Hoàng thảo kèn Lai Châu này. 5 thân nha, 5 thân nha. Như thế này, quả thì đầy chi chít đây nha, dân nó nuôi này. Bọn em thì bọn em cắt hết nên là nó không có quả, mua của dân nó mới có quả thôi. Các bác nhá. Thân dài nhất của nó là được 80 cm luôn. Thân ngắn nhất là được 40 cm nha các bác nhá. Cho giò số 20. Số 20 là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Tiếp tục nha các bác nhá. Em lên cho các bác một cái giò kiểu vuông như thế này nhá. Mà lại đẹp nhá. Tán đều nhá. Đẳng cấp nhá. Em kích nó đang sưng nụ rồi các bác ạ. Đây này, nụ nó đang đây rồi này. Đấy. Để các bác còn chơi hoa Tết nhá. Một cái giò kiều tím như thế này. À, kiều vuông Lộc Bắc nhá. Một giò kiều vuông Lộc Bắc to như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha. Ít nhất là phải được 15 bông hoa nhá. Ít nhất phải được 15 bông hoa. Nhá không đếm đâu. Cho giò số 21 nhá. Số 22 này, cáo đỏ này các bác này. Lá bóng nhẫy luôn. Dân nó cứ treo ngoài nắng ấy các bác ạ. Nên là nó đẹp lắm. Các bác về các bác cũng dễ chăm. Dễ chăm nha các bác nha. Cáo thì cực kỳ là dễ chăm. Em bán giò cáo như thế này cho các bác hai cây nhá. Bóng nhẫy luôn này. Đấy. 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Em lên cho các bác cái giò đùi gà tròn này. Nó to như thế nào thì các bác biết nhá. Nếu mà em để cái ngón chân cái của em vào ấy thì thôi rồi luôn, lượm ạ. Toàn bộ thân tơ nha các bác nhá, toàn bộ thân tơ nhá, không có thân già nha. Nó đang sưng nụ rồi nhá các bác nhá, nó đang sưng nụ rồi. Đây em lấy cái thân nào cho các bác rõ rõ tí. Đây này. Nó đang sưng hết nụ rồi. Đấy. Nó sưng gai gai rồi nha các bác nha. Đây này. Đấy. Nó trồi ra. Một giò đùi gà tròn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 2 triệu nha. 2 triệu nha. Thân này. Các bác biết là cái phi này gần được. Gần được phi 21 các bác ạ. Một giò gà như thế này em bán cho các bác với giá là 1
2 triệu nhá. Cho giò số 24. Đúng không? Hay là 23 đây nhé. 23. Số 24 à, một cây cáo nguyên bản từ rừng. Đấy, cáo nó ưa mát nên là em cho một cái cục dớn này vào, kể cả nay mai các bác cho vào chậu thì các bác cũng cứ để như thế này, các bác thả vào chậu cho nó đẹp thôi là ok nha các bác nhá. Lá này chỉ được 4 sen thôi. Các bác nhá. Một cái giò cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000. Các bác nhìn cái cổ lá đây nhá, mà mua nhá. Cổ lá mà mua nhá. 250.000 nhá. Cho giò số 24. Số 25 này. Cây cáo à. Đấy. 3 cây nhá, 3 cây như thế này nhá. 3 cây cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 380.000. 380 nhá. Cho giò số 25. Số 26 này. Phi điệp cửu long cao phong, một giò như thế này. Nó chỉ được có 5 thân tơ thôi. 5 thân tơ như thế này này các bác này. Đó. Toàn thân dài đấy các bác ạ. Đây. Đây. Còn là kỳ em không tính nhá. Em bán giò phi điệp này cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha. Nó mất lá rồi nên là bán thế đâu. Cho giò số 25. Số 26 nha các bác nha. Số 27 đây. Hai cục như này à. Kiều dẹt nhá. Hai cục như này. Nguyên bản từ rừng. Em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. Cho giò số 27. Tí nữa buộc vào. Tí nữa em sẽ buộc cái cục này như này cho các bác nhá. Một cái giò kiều dẹt, hai cục nguyên bản như này, kiều dẹt. Hai cục nguyên bản như này em bán cũng bán cho các bác với giá là 180.000 nha. Cho giò số 27. Số 28 này. Kiều này là kiều mỡ gà lẫn kiều vàng nha các bác nha. Các bác nha, đây, cái giò, cái thân này là kiều mỡ gà nha. Một giò kiều như thế này em bán cho các bác này với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. 280.000 cho một giò kiều mỡ gà như thế này nha, lẫn kiều vàng nha. Kiều vàng có ít thôi, chủ yếu là kiều mỡ gà. 280.000 nha. Cho giò số 29. Số 30 này các bác này, một cái giò kiều mỡ gà, cái này toàn bộ kiều mỡ gà nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho giò số 30. Số 31 này. Vanda Uyên Ương này. Đấy. 4 thân nha và có 2 con nhá. 4 thân và 2 con. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000. Vanda Uyên Ương thì hoa siêu thơm nha các bác nhá. Cho giò số 31 nhá. Số 31 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.